Hôm nay Kem đi chùa. Nhưng mà nội ra Kem cái nón ấy để. À đúng rồi. Cái nón trắng trắng rồi. Nó trắng rồi. Đây trong đây. Để nó nắng cái đầu. Đây là bà ngoại Kem. Đây là Kem. Chiếu chiếu mắt kìa. Kem thấy Kem trong hình nào? Mẹ Kem. Người đang YouTube. Đây là tu viện Thánh An. Đây là tiếng ngoài. Rồi đây. Đang đi thôi. Rồi đây, đây. Kem ơi, Kem ơi. Đây. Kem ơi. Kem há miệng ra. Tôi thấy hết tã rồi. Kem vô với mẹ đi. Kem nhìn màn hình nhé. Vô mẹ nhìn màn hình nhé. Nhìn này. 2 2 3 luôn. 2 3 chửi với 2 3. Rồi mẹ cười đi. Bà Kem kìa. Mày Kem đi chơi vui không? Kem đi chơi vui không? Kem cảm nghĩ đi. Vui. Vui. Có pin hả ba? Không. À bộ nhớ hả? Kem hết pin không? Kem vui không? Vui. Vui sao? Ồ, vui là không hả? Cái này là về ăn cơm xem đấy nha. Hôm nay là Kem đi chùa. Xíu là sẽ về làm video xong rồi Kem xem cái này để Kem ăn cơm nhá. Hôm nay làm video dài xíu. Này. Ui trời hôn nhỉ, hai mẹ con hôn cái nó hôn nhau. Hôn cái nó. Đi thẳng vào trong mẹ. Sửa cái áo em lại. Em đi trên bậc đá trong xanh. Đây là hoa gì ba? Hoa giấy. Không, hoa trắng trắng gì mà. Kem đứng chụp cho đẹp. Tiểu là Kem. Mấy cái tiểu không? À?